Nơi đây đất vàng cuộc sống bình yên, thiên nhiên ban tặng sinh thái trong lành. Hội tụ về đây tinh hoa đất nước, thành phố năm sao bao đời ước mơ, hạnh phúc bên nhau, nâng tầm cao cuộc sống. Xanh bóng mát vườn hoa đua nở khoe sắc khoe hương thành phố năm sao cho niềm tin cuộc sống thành phố năm sao bao ước mơ cuộc đời tòa nhà vườn cao sông xanh vườn khung đào sen nắng hồng gió mát trăng tay ta đưa nhau về thành phố mãi mãi bên nhau tô thắm đẹp tình ta. Nơi đây đất vàng sống. Dạ, hiện tại thì cái không khí giờ là buổi chiều nha anh chị. Sáng cũng đi quay phim vòng vòng rồi. Buổi chiều thấy ở đây không khí vui quá. Quay vòng vòng cho anh chị với cô chú mình coi chơi cảnh buổi chiều ngay bùng binh chú chim bồ câu trắng. Ở bên đây mình có những hàng bông hoa giấy nữa nè anh chị. Đang lên nước, chú chim bồ câu trắng đang tung bay trong nước. Mát lắm anh chị, giờ này mát lắm. Còn bên kia là khu cao nguyên của hai chú voi. Hổm giờ bay vòng vòng quay phim ở trên không à. Để bữa nay em đi vòng vòng vô cảnh cho anh chị coi. Tại vì bữa nay trong cao nguyên của hai chú voi có những chú đà điểu nữa. Giờ này bà con cô bác mình vô chơi với chơi với con voi, tại vì trong đây có khu vui chơi nè anh chị. Rất là nhiều trẻ em. Ở bên đây là hang nai với bầy heo dần. Không khí rất là mát mẻ. Cánh đồng cỏ xanh. Diều. Quá trời diều luôn, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 trong đường trà Lũng Trung. Đây view công viên. Hơn 8.000 mét vuông anh chị. Đá banh trên sân cỏ. Mệt quá. Ở bên này nữa. Đồ. Rồi, qua đà điểu cho nha anh chị. Đó, đà điểu. Đà điểu đang chạy. Đây cũng rộng quá. Dạ, nãy giờ đứng thì cũng đang đợi đà điểu lại rồi anh chị mà không chịu lại.
Đi ra ngoài kia không à, đi ra ngoài con đường Phước Hậu, cha chạy vòng vòng đằng kia không chịu lại đây. Dạ thôi để em đi vòng vòng kiếm gì quay nữa cho anh chị với cô chú coi. Nó hàng rào này lên chắc cũng khoảng 2 mét. Rồi, còn ngoài đây là cái view cũng như thả diều cao nguyên của hai chú dâu về chiều. Nó diều đang bay. Đá banh. Nãy giờ là hai sân banh nè. Chưa được dập. Dạ thôi em đi kiếm view nào em quay cho anh chị với cô chú coi nữa. View cao nguyên của hai chú dâu nãy giờ đi không hết luôn anh chị. Giờ lại chờ mát. Đâu. Nó bắn nữa. Rồi. Rồi để em tắt máy đem đi ra ngoài hồ sen em kiếm gì em quay cho anh chị coi. Chạy hồi không biết đi đâu giờ săn bóng rổ. Anh nào? Rồi, cha bạn mất tiêu rồi. Chư! Có bóng rổ nha anh chị. Còn sân tennis thì bữa nay em chưa thấy ai chơi. Chiều chủ nhật mà. Đó, coi cầu bóng rổ nè anh chị. Bay trên cao không có kích thích gì đâu á. Ủa thèm quá. Chơi này cao lắm nha anh chị. Nhảy 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 nó cao lắm à. Rồi. Đây hiện tại mình có sân banh. Trời là chiều đang xuống rồi mát rồi anh nhỉ. Và lip mô. Chơi này đá banh này thì đổ mồ hôi. Dạ thôi.
Để em đi vòng vòng kiếm view nào quay nữa cho anh chị coi. Trời ơi.